Chào anh em và các bạn, hôm nay giới thiệu cho anh em và các bạn máy bơm tìm nước thải cánh cắt. Đang quay cho anh em là con 150 VQC 120 -10 -7.5. Hàng này là hàng Trung Quốc. Cánh cắt. Quay cho anh em thấy một đây là răng cắt, hai mặt này nó sẽ sát vào nhau, nó sẽ chém được các cái vật liệu, vật liệu rác, giấy ni lông, các cái rác thải nó khó cắt, sợi ni lông rồi túi bóng ni lông. Giới thiệu qua cho anh em về model này nhé. Dòng này thì có công suất từ 0.4 đến 11 kW hiện có sẵn. Kiểu toàn thân gang FC200. Con này là hàng Trung Quốc nhé. Họng 150. Mình đọc qua cái model 150 VQC 120 -10 -7.5. 150 trên cái đầu model này là nó là họng hút xả 150. VQC là series bơm tìm nước thải của hãng. 120 là nó đạt được 120 khối ở 10m. Trừ 10 là 10m, 7.5 là 7.5 kW. Xác em này thì rất nhỏ gọn. Đặc điểm của em này thì gọi là cánh cắt là cái thứ nhất, cái thứ hai là gang, là gang FC200 thì gọi là cái gang phổ thông của cái dòng bơm toàn thân gang. Dòng này thì gọi là vẫn làm mát bằng dầu nhé, làm mát bằng dầu và bằng nhiệt độ nước môi trường. Hàng khỏe đẹp chắc chắn. Phụ kiện kèm theo thì nó chỉ có một cái co này thôi. Anh em cần ấy thì phải, nếu mà cần thao tác lắp đặt dễ dàng thì mua thêm cái bộ tua coupling. Dòng này thì 100% sản xuất tại Trung Quốc nhé. Cái phần dây điện thì đặc điểm của dây điện của Trung Quốc thì nó vẫn hơi nhỏ so với lại cả so với lại hàng Nhật. Trong nó vẫn có cái độ gọi là mỏng manh hơn rất nhiều. Các cái thông tin đặt hàng và bảo hành thì đây, anh em có thể tham khảo qua các website cũng như gọi điện trực tiếp cho mình qua số 0988345283 thì mình có thể gọi là tư vấn thêm cho các cái dòng này hoặc là dòng tương đương. Dòng này thì gọi là một trong những là dòng rẻ tiền nhất của bơm gang tại thị trường Việt Nam. Anh em lưu ý giúp những cái thông tin với lại cả ấy, thông tin đặt hàng và bảo hành giúp. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến các video nhé.